tượng này khai nhận, từ năm 2015 đến nay đã thực hiện ít nhất 88 vụ đục thủng két sắt trộm tiền vàng trị giá trên 2 tỷ đồng. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, đột nhập vào nhà bằng cửa sau, cửa sổ, rồi dùng tấm chăn lót lật ấp két sắt xuống nền nhà, sau đó dùng dao cuốc lấy được ngay trong nhà người bị hại, phá bung phần lưng két sắt để lấy tài sản. Khi không có tài sản trong két sắt, Thịnh và Say lấy hết giấy tờ nhà đất phá hủy hoặc đổ nước vào két sắt. Có vụ Thịnh và Say ra tay hành hung chủ nhà vì bị phát hiện trước khi tẩu thoát. Hiện công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.